Xin chào các bác cô chú chị. Bây giờ là 1 giờ kém rồi các bạn, 1 giờ kém tức là buổi sáng này. Thì tôi vẫn còn ngồi ở đây. Mấy hôm nay thửa được cái bóng điện LED mới thay cái bóng cũ, bóng này sáng quá. Trên này như ban ngày luôn. Trên này như ban ngày luôn các bạn. Đấy thì đang nói chuyện Facebook với mấy anh em cây. Nói chuyện với anh Nguyễn Hưng có cái vườn ở trên chỗ Võ Thị Sáu, thấy mấy cây cũng thích quá, anh em nói chuyện vui. Thì mình cũng định đi ngủ nhưng mà thấy hứng lên thì làm một cái video tào lao với các bác một tí các bác nhỉ. Đấy thì hôm trước tôi có cắt cái cây si dáng làng kìa, si tay chuột kìa, nhưng mà không quay phim. Hôm đấy là như này. Hôm đấy là mình có cái bộ kéo với lại bộ cạp, mua được cái cạp, cái đục mới quá. Thì tôi làm lại, tôi cạp những cái đầu cành kia mà khi ngày xưa cắt ý thì mình chưa có cạp được cạp, mà đục thì không lùa được vào. Đấy là tác dụng của cái cạp đấy. Cái cạp tròn các bác, cạp tròn cạp chéo đấy. Tức là khi mà mình đục, mình muốn làm những cái đầu cành nó đẹp thì mình phải dùng cạp, chứ những cái cây nhỏ này mà dùng đục vào, lua đục vào nó nảy cũng không đục được. Thì cạp thì rất là tốt mà nó đẹp. Tôi làm cái này thì cũng không ý định là cắt đâu, nhưng mà làm xong thì thực tế anh em chơi cây nào thì cũng nôn nóng cắt cả thôi các bạn, dù có lì đến đâu lì, nhưng mà đấy, muốn lì cây đấy nhưng mà mình lại động vào rồi thì thôi làm luôn. Si tay chuột thì nó có lợi thế là mình cắt đầu nó phun đấy, và nó cũng hòm hòm những cái đầu rồi, thì thôi thì cắt sớm thì không sao, và hôm nữa nó lại phun chi chít xung quanh rồi, nó sẽ rất là đẹp nhanh thôi. Đấy, nó cũng không phải là cây thân cốt u cục gì mà mình cần nuôi những cái tay cành nó rất là to, rất là đúng thời điểm. Và cây này thì bố cục nó rất là ngon rồi. Đấy, thì tí nữa tôi sẽ bê cây này vào. Và những cái cây mà hôm trước có làm thì nó bây giờ nó đã ra lá như này rồi các bác. Ra lá như này rồi. Đấy, đã lún phún rồi. Lún phún rồi, rất đẹp rồi. Đấy các bác nhìn này, ban đêm nhìn cây nó rất hay. Nó có những hạn chế nhưng mà nó cũng có những cái huyền bí, đẹp một cách dữ dội. Đấy, cây này còn ra lá khủng khiếp. Dữ dội luôn. Đấy. Chiếu thủy luôn. Ngày xưa bác tưởng tượng ngày xưa trẻ con mà ngày ở quê hay có ao, những cái cây nó xà ra mặt ao ấy, là trẻ con cứ hay đứng lên đây xong nhún nhảy rung rung ấy, cả ngày nó càng lún xuống vào những cái này nó nhẵn này. Xong bắt đầu từ đây nhảy xuống đây tắm đấy, tắm ao tắm sông ấy. Cứ thế thôi, rồi tự giác biết bơi thôi. Ngày xưa là nó như thế đấy các bạn. Đấy là cây này cây đỏ rất đẹp. Cây ngăm điền cũng đang nảy, cây này cắt sau cùng cũng đang nảy rồi. Cây lá móng khủng khiếp rồi. Sắp tới lá nó già thì tôi sẽ làm cây này để xem các bác xem. Đấy, cây này cũng ra khung ra nét rồi, chỉ nuôi nó cái tay bên này là ok thôi, điền thì rất là nhanh thôi. Đấy, và cái cây này, cây làng này thì tôi hôm vừa rồi tôi chỉnh cái tay này xuống, chứ nó ở chỗ này, tôi chỉnh nó xuống đây, tôi phẫu phần âm, tôi chỉnh xuống đây thì chỉnh vắt là ưng luôn, phê luôn các bác. Có thể các bác qua khung hình, tôi vẫn hay nhắc anh em là cái cây này thì lên hình thì nó chưa được ổn, bởi vì là nó là một cây làng rộng và thấp. Thế thì khi nào nó khung bóng nó kín ấy thì các bác nhìn nó rất là đẹp. Bây giờ thì lên hình nó chưa được thoát được hết, bởi vì cây này nó nhiều chiều sâu và tay cành nó tính chất là thấp mà lại rộng các bác. Đấy thì nhiều khi nhìn lên hình nó khó. Tôi chỉnh cây này xong cái tôi rất là ưng. Trước đấy tôi đã biết nó là một cây đẹp rồi, có thể nhiều bác không thích, nhưng mà đối với quan điểm của tôi nó là một cây đẹp và sau này nó sẽ rất là đẹp. Cây làng nằm điền. Đây các bác, cây kia thì
phát triển khủng khiếp luôn. Các bác nhìn ban đêm mà cái bệ cái thần nó sạch sáng, phát sáng. Ông lá móng này như trải thảm luôn. Nhiều bên kia lắm, nhưng mà bên kia nhiều phôi với thùng xốp. Xi đây. Đây nhìn cái xi. Đấy, thân sạch sẽ sáng sủa. Này hôm tôi làm nó có quay cho bác xem rồi đấy. Vì giờ đây cũng lún phún rồi đây. Sóc ngon rồi. Hồng ngọc mai dáng trực rất đẹp, rất thụ. Có anh trai chơi cùng bảo giống cây bao báp đó. Cũng đúng, mình rất thoát thân và phần tán là khoảng độ 1/3, 1/3 tổng chiều cao. Thì đúng là nó giống cây bao báp thật. Thần thân gốc nó rất là thụ, đang nhiều hoa rồi. Nếu như mà không cắt làm thán, không cắt làm thán thì bây giờ nhiều hoa lắm. Và đấy, nó vẫn còn ra hoa. Đây, tôi lướt quay này qua một chút các bác xem. Tí nữa nếu tôi, có lẽ tôi khiêng ra đây các bác xem qua, nhưng mà sơ bộ đây. Hôm nay không quay phim các bác. Có, thực tế là có quay nhưng mà không đăng, đăng ở một kênh khác ít người biết. Đấy, các bác nhìn. Đó là một cây vách rất là đẹp. Khi mới về tôi cũng xếp lại khá là nhiều rễ rồi. Đấy, và những cái rễ gió này tôi đang muốn lấy thêm, cho nên là cứ để nguyên. Còn sau tôi sẽ lọc sau. Khi nào nó thôi thì mình, nó nhiều quá mình không nắn được bằng cái những cái ống hút ấy, cắm nó xuống ấy, thì mình để nó phát sổng đi. Sau này mình sẽ cắt bằng chân mình nắn lại. Nắn lại vào. Đấy các bạn. Xem vào đây nếu mà quay được hết thì khỏi phải khiêng ra. Hay các bạn nhìn khủng khiếp không? Khủng khiếp. Như bác tưởng tượng như cái rừng nước ấy, rừng nước ở miền Nam thôi, rừng ngập mặn ấy. Đấy. Rừng ngập mặn. Đấy các bác nhìn. Cũng là một cây giáng làng rất thấp, rất nhiều đầu. Rất hợp với xi tay chuột, rất hợp với cái dáng như thế này. Và nó rất là thế mạnh, rất là nhiều vách. Cắt đâu phun đấy. Không sợ chột. Đấy. Mà thực tế nó là dòng cây bụi quá. Cốt kiếp của nó là có cốt nhưng không bao giờ to. Nhìn thấy các bác nhìn thấy phê không? Cái chậu này đang là sao? Cái chậu này chắc khoảng tầm hơn 40 đấy, chiều dài. Đấy các bác. Thành vách. Có thành vách, có cốt các bác nhé. Các bác nhìn thấy có còn gì để chê không? Chỉ chê là khi mình, tôi đang để nhiều rễ rác quá. Sau này tôi sẽ lọc đi. Đấy, bây giờ vẫn còn nguyên này. Ăn được xuống đất cái bắt đầu to này. Tôi muốn lấy thêm ở những cái đầu này, những cái vách nữa. Đấy, xong rồi nuôi, đuổi ra thêm, nó rộng bóng thêm. Đấy, vách chạy chi cành chạy đến đâu, vách chạy đến đấy. Còn những cái lồng chởm ở trên này sau vứt đi hết. Đấy, các bác nhìn xa chút nó hấp dẫn. Đấy, thấy không? Cao chắc tầm 28 cm cao. Đấy, rộng này các bác nhìn. Hôm trước nó tùm nó cao nhất trong cái chỗ này nên tôi để vào giữa. Bây giờ nó lại lọt thỏm vào giữa. Mình mới cắt lá. Những ông kia thì quá đỗi tùm. Đấy, các bác có bóng điện sáng nhìn xa được. Rất tâm đắc cây xi các bác. Một cây xi thấy chuột mình rất thích. Đây, ông này thì mới cắt đây mà nó khủng khiếp. Còn để một lăn lóc bên kia nữa kìa. Nhiều lắm các bác. Bên này nữa. Bên này nữa. Cây rành rành như bây giờ còn. Mùa này còn nở hoa nữa nhỉ. Thơm, thấy thơm thơm. Mạch trên hương này.
Đấy. Mặt sau với hồng ngọc mai này. Đấy. Xì. Ok các bác, kết thúc khung hình ở cái cây xì đại chuột này các bác nhé. Chúc các bác ngủ ngon nhé. Xin lỗi vì em không tiện nói to, hàng xóm nghe nữa. Nhiều khi nó không hay. Rồi, cảm ơn các bác. Chúc các bác nhiều sức khỏe. Tiếp tục có nhiều cây đẹp và đam mê các bác nhé. Ăn liều thuốc nào. Ăn hết liều thuốc rồi xuống các bạn. Cốc nước chè. Đấy.